Ừ, coi về những con vật ở bên Nevada báo cho biết, ngay bây giờ Nevada đang rất là nhiều cào cào. Chúng tôi đây coi kiểm soát những con còi cào, cào, sau khi đó chúng tôi ghi xuống đâu ra đó hết về chuyện này. À, khi mà chúng ta sống nằm về hướng tây ở trên núi thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những con cào cào à, con cào cào nó có thể làm ảnh hưởng cho nặng nề của trồng trọt và những con cào cào này nó xanh đẻ ra rất là nhiều và nó bò lên đường cây đủ hết khi mà nó bò lên đường nhiều quá đường xe chạy đó thì nó trở thành là bị trục chặt vấn đề à, trên cái con đường đi của những cái con cào cào này nó gặp gì là nó ăn đó à, cái con số mà cào cào càng ngày thì nó càng nhiều giống như nhiều đường cao tốc là à, chạy qua ngay ở navarra là cào cào không khi mà vào mùa hè mà gặp mưa bão kéo xuống nữa thì nhìn thấy càng ngày càng nhiều à, khi mà cào cào nó nhiều nằm trên đường mà cào cào nó bị xe cán thì mình chạy ngang đó phải rất là cẩn thận tại vì mình phải chạy cho chậm chạy ngang đó bánh xe nó bị chợt đó là những cái hình mà cào cào quá trời luôn ở bên Navarra đó, trong lúc này trên đường đi nó đang bị ảnh hưởng và cào cào. Hiện tại còn đây là của đài báo cho chúng ta biết thêm tin ngày. Hôm nay đây là của đài MBC News báo cho biết. Mọi người đang xem đây là ông tổng thống ở bên Pháp ông đang đứng phát biểu, ông nói về cái chuyện mà ừ, ở bên Ukraine đang có cái chuyện mà chiến tranh giữa bên nước Nga và Ukraine. thì trước tới giờ đó Ukraine toàn là có vũ khí của những nước ngoài đưa vô, đó là Ukraine chỉ để bảo vệ cho đất nước của Ukraine thôi. thì bây giờ ông tổng thống bên Pháp nói, Ukraine tại sao không có quyền tấn công qua bên Nga? À, ông ta nói đây là bên ông của Dư khoan từ trước giờ toàn là bảo vệ nước của họ không nhưng mà bị Nga tấn công liên tục luôn. Vậy thì ngay bây giờ đó của những nước thế giới đang ủng hộ cho Dư thì có thể đưa vũ khí, bây giờ bên Dư khoan nhiều như vậy thì Dư khoan cũng có thể tấn công qua bên Nga cho Nga biết là Dư khoan không phải là chỉ có chịu đòn không. giống như như cũng có thể làm giống như tất cả những gì đang làm đó là vừa bảo vệ nước của mình mà vừa cũng tấn công lợi cho bên nga chứ bây giờ toàn là dư khoen bị tấn công không giống như bây giờ thì dư có thể dùng vũ khí để mà tấn công đó đây là ông tổng thống bên pháp Ông nói về cái chuyện mà giữa chiến tranh giữa Ukraine và nước Nga. Còn đây là của đài CBS, họ báo cho chúng ta biết thêm tin ngày hôm nay. Đây là dưới cây cầu ở bên California, San Diego. Chỗ này đó là ngay Chicago Park. Mọi người đang xem đây là 4.000 năm lịch sử hồi xưa. chỗ này đó là họ vừa đánh trống đó là cho để bắt đầu của một cái trò chơi thể thao đánh trống để cho những cái gì mà không có tốt của sức khỏe đi hết hoàn toàn sau khi đó là thổi kèn bằng cái con sò thổi kèn bằng sò để kêu những cái người mà trở lại bắt đầu chơi thể thao đây là trò chơi thể thao tên là ulama mục tiêu đó là dùng chỉ có cái bên hông của mình để mà đánh vô trái banh bằng da này to to và cũng cố gắng để mà dùng cái thân của mình để đỡ lại trái banh mà từ bên kia đánh tới có nghĩa là dùng hai cái hông của mình thôi chứ không phải nguyên con người của mình nha cái trò chơi này chỉ dùng hai cái hông của mình thôi những cái người này đây là không phải lại chỉ chơi thể thao không mà họ chơi lại cái truyền thống của thời xưa hồi lúc trước những người thổ dân đã từng chơi cái trò chơi này đó là cái cả ngàn năm về trước cái người dân Maya và những người dân Athak cả ngàn năm về trước họ đã có chơi cái môn thể thao này theo của nhà nghiên cứu coi về mà của thời xưa thì họ đã tìm được rất là nhiều những cái sân mà chơi thể thao như vậy hồi xưa đó là nằm về, về hướng bắc của Hoa Kỳ và cả luôn hướng Nam của Hoa Kỳ cũng có và cả luôn bên Mỹ đó cũng rất là nhiều. Đây là những cái người dân của nhiều cái nước khác nhau vào lúc đó thì họ tụ với nhau để mà chơi cái môn thể thao này. Họ đấu với nhau trong cái môn thể thao này. Và hồi xưa đó là lo ngại về chánh trị gây gỗ gì nhau. Thì họ chơi cái trò chơi này để mà khỏi có cái chuyện mà chiến tranh của những cái, cái thành phố, đất nước nhỏ nhỏ xung quanh. Ông này đó là ông ông phó của trong cái nhóm mà chuyên môn coi về cái lịch sử của những người dân tộc và ông ta, đây là cái trò chơi là kêu bằng hip bo có nghĩa là dùng cái hông của mình để mà chặn lại trái banh theo cái kiểu hồi xưa. Ở bên San Diego, đây là những người dân tộc, họ có những cái team chơi với nhau của nhiều chỗ khác nhau trên Hoa Kỳ. Đó là năm tiểu bang trên Hoa Kỳ, họ đã có trò chơi này tại sao mà nó quan trọng đưa cái môn thể thao của thời xưa trở lại trong lúc này rất là quan trọng để đem cái môn thể thao này trở lại hồi xưa là đã có rồi một thời nó bắt đầu biến mất đi à hồi lúc trước đó của spanish họ tấn công vô trong đối với tổ dân của của hồi xưa thì Spanish chút xíu là đã giết mất luôn cái trò chơi này của hồi xưa làm cho một cái giết thẹo rất là lớn đối với của cái cộng đồng của người da đỏ của hồi xưa chút xíu là kể như là xóa đi cái cộng đồng của những người mà dân bộ tộc của hồi xưa ông hy vọng là chuyện gì sẽ xảy ra đối với cái môn thể thể thao này của tương lai tôi đây muốn mỗi thành phố nó đều có cái team cái đội mà chuyên môn chơi thể thao này tới ngày hôm nay thì cái trò chơi này nó trở lại ở trên Hoa Kỳ và cả luôn ở North America cũng bắt đầu chơi trở lại. Đây không phải là những người chơi thể thao của cái môn thể thao này nói về của, của môn thể thao công mà họ đưa ra nói về của lịch sử của hồi xưa nữa. ở đây là trước khi chơi là phải có làm lễ cái gì cái gì cái gì đủ hết giống như làm lễ theo truyền thống của hồi xưa ông này đó là cái người mà trainer tập vật cho người ta chơi cái môn thể thao này uhm, tất cả những người này đó là khi trước khi mà chơi cái môn thể thao đó là phải vẽ lên những cái ý thần thánh lên trên mặt giống như từ những cái con hổ con này con nọ rừng cây đủ hết lên trên mặt của mình đó là tượng trưng đó không phải là chỉ có chơi chơi game không mà giống như sửa soạn ra một cái trận chiến của thời xưa những người này vẽ mặt đó là kêu bằng vẽ mặt của những người mà anh hùng những người thần thánh vô trong người của họ sau khi đó thì họ đeo những cái mão lên đó là những cái mão của thần thánh của hồi xưa cho nhiều cái con vật khác nhau rồi sau khi đó thì họ họ tranh với nhau để chơi cái trò chơi này thay vì hồi xưa là có chiến tranh nhưng mà hồi xưa nữa thì họ lập ra cái trò chơi như vậy để mà khỏi có bị chiến tranh chỉ có gây gỗ nhau trong cái trận mà chơi thể thao rồi là xong cái kiểu như vậy. Đây là bắt đầu trở thành là nhiều người của trong bộ tộc họ bắt đầu thích lại cái trò chơi này rồi sau khi đó là họ đã mở ra cái trò chơi này hiện tại. Uhm, anh này anh nói ảnh được kêu gọi là À, một trong những người đầu tiên để chơi cái môn thể thao này của trên Hoa Kỳ thì ảnh ok, ảnh đồng ý rồi từ đó tới sau là bắt đầu. À, ngày đầu tiên thôi ảnh chơi thì ảnh rất là thích. Anh ta đi qua tới bên Mỹ để mà tập vợt của họ mà chơi cái trò chơi này để hiểu biết rõ ràng để mà hiểu biết về cái lịch sử nữa đây là cái môn chơi thể thao đầu tiên mà của cái truyền thống mà của của chúng tôi từ thời xưa tới ngay bây giờ thì chúng tôi được chơi môn thể thao này À, phải bằng cái bộ đồ uniform giống như bộ đồ hồ mà chơi thể thao tên là là hollow à, đây là ngày hôm nay các anh này anh chỉ cho cái anh ở trong đài để chơi cái môn thể thao à, cái màu hồ bằng da mỏng đó đó là để bảo vệ cái phía dưới người của mình rồi sau khi đó đây là cũng chỉ luôn cho cách làm sao mà cuộc cái cọng da này vô trong người khi mà cuộc đâu ra đó rồi đó là tập vật cách đơn giản trước đầu tiên là à, bước cái chân phải lên rồi sau khi đó bước chân trái rồi mới ngã người xuống đó là dùng người của mình để đỡ trái banh thôi. Dùng cái hông của mình chứ không phải nguyên con người nha. À, đây là hai cái đội team khác nhau. Một team đó là Earth, à, một team là đất, cùng một team là trời để mà chơi. đây là của cái người trong đài bắt đầu chơi. Lúc đầu thì thấy khó khăn nhưng mà từ từ bắt đầu quen. Và sau khi đó cũng được điểm cho trong đội. Đây là cái trò chơi mới đó. Sau này nó sẽ trở thành càng ngày càng thịnh hành lên trong lúc này. Ok, đó là của đài bảo cho biết nha. Ô oh, chào Hải Định nha. Ở Hải Định ở Boston, Massachusetts phải không? Yeah, there we go. Andy thấy đó. <laughs> Có người viết tên luôn đó Còn đây là của đài ABC báo cho chúng ta biết tên ngầm này Vào caused... buổi sáng ngầm này, nhà chức trách đang coi chuyện gì đã xảy ra ở chỗ ngay nhà băng chỗ này Chỗ này đó là ngay downtown Youngstown ở Ohio bị nổ Chuyện này xảy ra vào bữa thứ ba vừa qua, vào buổi trưa. Chỗ này đó là cái apartment 12 tầng. Ở phía dưới của cái tầng chỗ này có cái nhà bank, đó là Chase Bank. Sau khi cái nổ thì cứu hộ và chữa lửa chạy đua tới đây để giúp đỡ chữ lửa đi lên từ tầng từ tầng để mà kêu mọi người rời khỏi. Để mà xem chắc chắn 100% là không có ai ở trong cái building này nữa hết. Và coi đâu ra đó chắc chắn là không có ai bị thương thêm nữa. Hồi tối hôm qua thì nhà chức trách đã kiếm được một người 27 tuổi một cái xác người đàn ông. Cái người đó là làm ở trong cái span, cái nhà băng chỗ này. Và bảy người khác thì được đưa vô trong nhà thương một người đang bị nằm trong cấp cứu. Chúng tôi đây không có biết lý do tại sao mà nó bị nổ. Bị nổ hư hại rất là nặng nề về cái phía dưới của nguyên cái tòa nhà chỗ này ông ron là cái người mà làm gần chỗ này đã nhìn thấy nhìn thấy cái bị nổ ông ta lấy cái máy ra ông ta đã quay cái cảnh mà nó bị nổ văng lên vậy Khi mà lúc đó nó nổ thì đây là ông Ron nói chuyện đó. Khi lúc đó nó nổ thì tôi đây chỉ nghĩ tới cái chuyện xảy ra của September 11 tháng 9 ngày 11 thôi. Rồi tôi nhìn thấy bắt đầu khối bụi lên nhưng mà rất là lo. Rồi cả luôn là kiến cái gì văn túi xua hết á. Cả luôn giấy bay đủ hướng hết. Rồi nó bay từ ở bên trong bay ra ngoài building. Ngay bây giờ thì không ai biết lý do tại sao mà nó nổ ngay cái nhà băng ở phía dưới của tòa nhà chỗ này. Đó là nằm của Chase Bank đó. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Đây là theo được nói. Ở ngoài biển trong lúc này có một số đó là những con killer whale những con cá heo này chuyên môn là rất là giận dữ, gặp tàu là đụng. Mấy cái con cá kêu là whale này từ xa nó gặp tàu là nó bay, là nó lủi, đụng vô như vậy. Người ta nhìn sợ muốn chết luôn. Lúc đó ở ngoài biển người ta kêu mấy con cá đi đi, đừng có lại gần cả luôn cá này nó đụng rồi nó xé luôn chiếc tàu. Yeah, rudder, Mọi người nhìn thấy đó là con cá nó lại nó đụng xong nó xé luôn cây ta lái của chiếc tàu. Now, mystery... Liên tiếp gần cả năm trời đây là một cái không biết chuyện gì xảy ra theo của những người khoa học họ nghĩ là họ biết những chuyện gì xảy ra đối với những con cá này. Theo được nghiên cứu, có lẽ những con cá killer whale -Well này, đó là một nhóm cá, nó đang chơi trò chơi, nó chơi với mình thôi. Khi chúng tôi coi nghiên cứu lại tất cả những cái chuyện mà xảy ra, đó là chúng tôi nhìn thấy đây là không phải là cái chuyện mà những con cá nó tấn công chiếc tàu mà đây là cái bình thường của con cá cái cách nó sống đó là nó giỡn chơi với những cái đồ xung quanh theo của nhà nghiên cứu chuyên môn về chuyện này nói cho biết more than a dozen orca experts, the killer... theo khoảng chừng cả mười mấy người mà chuyên môn nghiên cứu về những cá nói và biết. Đây là những con killer whale, nó thích chơi với cái bánh lái của cái tàu. Và những cái con này nó đi theo giống như cái mô đen mới của nó. Thì cái con cá này giống như con này tức con kia nó gặp cái bánh lái của tàu là nó lủi lại nó chơi. Mấy cái con cá killer whale -well này nó giống như người của chúng ta vậy đó. Nó đưa ra nhiều cái trò chơi. Và đối với chúng ta thì nhiều cái chúng ta suy nghĩ ra trò chơi thì nhìn thấy tíu tíu hay gì đó. Nhưng mà đối với cá, đây là nó chơi cái mà nó bẻ đó, của cái bánh ta lái của tàu. Đó là một cái trò chơi. và theo cũng nhìn thấy đó là những con cá này đó là trẻ tuổi cho nên nó chơi trò chơi của trẻ tuổi nó như vậy khi mà những con cá tới cái tuổi mà à, nó bước qua cái tuổi từ trẻ mà nó bước lên trưởng thành thì nó thay đổi cái ho mồ của nó nó thay đổi cái cách suy nghĩ của nó thì nó chơi cái trò chơi khác nhau những gì mà con cá nó làm thì nó làm trở thành là nguy hiểm đối với những người mà trên tàu. Tính ra là gần 700 sự kiện xảy ra ở trên nước rồi. Ở bên Spain. Ở bên France và Morocco, Portugal. Kể từ hồi lúc năm mang 2020 tới bây giờ làm cho bảy chiếc tàu nó đã bị chìm. Giống như trong lúc này, những nhà chuyên môn đang nghĩ ra nhiều cách làm sao để mà chặn lời về chuyện này. Và hiện tại thì họ dùng đủ cách, giống như họ coi trong những cái máy coi những cái con Ông whale -well này nó thường nó đi ở đâu để báo cho những cái người mà đi tàu bườm để tránh những cái con này. để không thôi gặp nó là nó giỡn. Nó cắn bể luôn tàu bườm đó. Cái kiểu nó là vậy. Ok, đó là của đài báo gì biết nha. Về crazy cá mà nó, nó cắn luôn tàu bườm đó. Còn đây là của đài CBS báo thêm cho chúng ta biết tên ngầm này. Hồi tối hôm qua, ông của Tổng thống Donald Trump ở nguyên tòa rồi sau khi đó tới tối thì mới rời khỏi tòa. Theo luật sư của ông Trump, ông Todd nói cho biết hai bên đưa ra tranh cãi với tòa rồi nói cho tòa biết như thế nào bội thẩm đoàn ra làm sao gần 3 tiếng đồng hồ bên nguyên cáo và bị cáo. Theo Người luật sư của ông Trump cứ đưa ra nói, lần này đó là dính dám không phải là chuyện của ông Trump, mà chủ yếu là chỉ coi về mà cái gì cái gì chi của ông Trump ra thu chi của trong cái hãng của ổng vậy thôi. Rồi sau khi đó, ông Todd một ba tấn công nói là ông Michael là cũng người cụ luật sư của ông Trump là không thể nào tin tưởng được. Đó là ông Michael Cole, một trong những người mà hồi lúc trước là dưới tay của ông Trump. Ông Trump hiện tại trong lúc này đang bị thư kiện cho tới 34 vụ khác nhau. Và một trong những cái sự kiện đó là dính dám tới chuyện mà ông Trump trả tiền lại cho ông Michael Cole. Đó là ông Michael Cole trả tiền cho cô Stormy Daniel. Đó là ông Michael Cole đã trả cho bà Stormy Daniel 130.000 để mà bịt miệng bà ta đừng có nói bất cứ chuyện gì của ông Trump. Đó là cái chuyện mà theo của, của bà Stormy Daniel nói là bà ta dính dám tới ông Trump về tình dục. Tất cả những sự kiện này đó là ông Trump kiếm cách để mà chặn lợi trước khi 2020. 2016 tranh cử tổng thống Hoa Kỳ và lúc đó. Ông Trump thì ông lên trên trước khi vô trong tòa đó thì ông hay phát biểu những cái gì thì ông hay nói là ông ta là không có tội gì cả. Cho nên đây là tính ra mấy ông là vô tội. Ông Michael Cole này chỉ có ổng, ổng là cái người mà nhìn thấy rõ ràng về giữa ông Trump và số tiền trả cho bà Stormy Daniel như thế nào thì có mình ông biết thôi. Đối với ông Trump thì nói ông không biết gì về cái sự kiện này hết trơn á. Ông không có kêu ông Michael Cohen trả tiền gì hết. Và cả luôn luật sư ông Trump thì cũng đưa ra nói ông Michael Cohen hồi lúc trước cũng là một cái người mà xạo ở lúc trước tiên thệ đủ trò hết, kết cục thì cũng nói xạo. Và luật sư của ông Trump kêu ông Michael Cohen là cái người mà nói xạo nhất từ trước tới bây giờ. Đây là người con của ông Trump. Ông um, đứng ở bên ngoài tòa, cái chỗ mà người ta set up cho ai uh, ủng hộ cho ông Trump muốn nói gì đó nói ở chỗ này. Thì đây là con của ông Trump nói, Michael Cole là không thể nào là tin tưởng được. Rồi sau khi đó, luật sư của ở bên đây mới đưa lên nói, Michael Cole này từ trước tới giờ là họ không phải là chọn ông Michael Cole để mà đưa lên trên tòa. Chúng tôi đây không có phải là đi rồi chọn một người nào đó mà về sự kiện của ông Trump rồi kêu người đó lên tòa. Đây là nói Michael Cohen đó. Và chính ông Trump là cái người mà chọn ông Michael Cohen để trở thành luật sư của ông ta hồi lúc trước. Đó là ông Michael Cohen có thể là nói xạo, rồi gian lận để mà làm sao tốt cho ông Trump đó thì làm. Cho nên ông Trump mới chọn ông ta trở thành luật sư của ông Trump vào lúc đó, vào lúc mà 2016 đó. Và sau khi đó thì phía ở bên luật sư ở bên đây thì cũng đưa lên nói là lần này sự kiện lên tòa đó là không phải là lên tòa về ông Michael Cole mà ông Trump là cái người bị lên tòa cho nên tòa phải nên nhớ kỹ về chuyện này tất cả những cái gì mà đưa lên người thì mà nhân chứng như thế nào như thế nào đó là nhân chứng mà để chứng minh về sự kiện của ông Trump chứ không phải nhân chứng biến trở thành là người đó lên tòa và tất cả những cái gì đưa ra chứng minh rõ ràng từ những cái điện thoại cả luôn cú điện thoại ông Trump nói chuyện với Michael Cole dính dám tới tiền bạc trả bà Stormy đang nhậu như thế nào cả luôn trong giấy tờ ra làm sao là đều có chứng minh hết hoàn toàn. Cả luôn giấy tờ mà hồi xưa cũng ghi kỹ lại về ông Trump làm như thế nào đều có hết. Hai bên gây gỗ với nhau gần 5 tiếng đồng hồ ở trên tòa ngày hôm qua. Ông này đó là cái người chuyên môn nghiên cứu đưa ra nói về cái chuyện mà của những người mà toán Đây là cả hai bên của bên nguyên cáo và bị cáo hai bên luật sư đang đưa ra cho tòa xem là những gì mà họ nói đều đúng hết để mà cho bội thẩm đoàn đi theo cái hướng của họ sắp tới đây. Qua ngày mai đó là có sự tiếp đó. Đa sao go, đó là của đài báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài, oh here we go, take a look, đài CBS nói thêm về cái chuyện mà của người nhà băng bị nổ. khói từ ở dưới bài lên, đó là ngay chỗ nhà băng của Chase Bank. Ở ngay downtown Youngstown ở Ohio, nổ một phát rung nguyên cái downtown chỗ này. 2 giờ 45 phút vào buổi trưa, vào bữa thứ ba. Lúc đó thì có người báo cho cảnh sát dispatch cho biết là hiện tại ngay bây giờ chúng tôi đang cần rất là nhiều âm để chạy tới ngay chỗ này. Chúng tôi có người bị thương ở dưới tầng hầm dưới cho tới phía trên. Sau khi đó, Phất bị spawn chạy đua tới chỗ này để chở những người bị thương ở trong cái building ở đây. Và một số người bị kẹt ở dưới đống sắt mà tự trên ngã xuống vậy cả luôn xi măng đè à xuống những người phía dưới. Chữa lửa chúng tôi ở đây đi từ hộ, từ phòng, từ nhà ở phía trên. Cả luôn tất cả thang máy ở đây để kiếm tất cả những người ở trong cái building chỗ này rời khỏi. Cả luôn bất cứ cái chỗ mảnh đất nào trống hay là trên chỗ này thì chúng tôi đều kiếm hết. Đó là ông ông trưởng của coi về chữ lửa nói cho biết chúng tôi kêu tất cả mọi người bên trong ông ra hết để cho được an toàn và chúng tôi chắc rõ ràng rằng là trong cái building ở đây không còn bất cứ người nào hết và coi ai bị thương là đều đưa lên xe cứu thương cấp cứu hết hoàn toàn theo họ biết hiện tại trong lúc này đó là dính dám tới gas, à, cái đường dây gas mà nó chạy qua chỗ này. Thì ở đây thì nó bị nổ. Nhưng mà đối với chữa lửa thì họ nói là lý do tại sao bị nổ, bị cháy như vậy đó là họ chưa có cái đưa ra kết quả là tại sao bị nổ cháy. À, chúng tôi lúc đó đang làm ở phía dưới thì cái gas tự đó nó hiện lên cái anh này là cái người mà làm xây dựng sửa chữa ở ngay cái building chỗ này nói cho biết cái đội khu của ảnh ở đây đang sửa chữa cái building thì hử được có cái mùi gas ở ngay chỗ này là họ rời khỏi lúc đó chúng tôi hử được cái mùa gas ở dưới basement họ đang dưới đường hầm đó thì họ hử được cái mùa gas một ba là ở dưới này họ bỏ chạy ngay lập tức và họ đã chạy ra kịp và cũng có một số người trong building chạy ra kịp ok rồi tới đây là andy cũng xin tạm ngừng ha ba bye, bye.